cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ còn nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mong Maria đây em cô đi chưa đỡ cùng bà con phúc lành mọi người nữ và dễ thương con lòng bà con phúc lành. Thank you.
đi được vẫn còn gì bỏ ngỏ và còn là lời mời gọi tha thiết cho tất cả chúng ta. Yeah, I know.